Lễ hội dân gian là khát vọng tinh thần, là sinh hoạt văn hóa, làm nên diện mạo của một vùng đất, tạo nên nhân cách, bản sắc riêng của người dân sống trên vùng đất đó. Câu chuyện về một lễ hội đã tồn tại qua hàng trăm năm nay ở làng Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là một minh chứng cho niềm tự hào, sự cố kết của cộng đồng cư dân vùng lúa nước và là khát vọng phát triển của người dân nơi đây. Làng Nại Cửu là một làng có bề dày lịch sử khá lâu đời, gắn liền với những cuộc nam tiến của ông cha, có nhiều thành tựu vẻ vang với nhiều tên tuổi của nhiều người được cả nước biết đến. Trải qua trên dưới 500 năm tồn tại và phát triển, đất và người Nại Cửu của 18 thế hệ kế tiếp nhau đã chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh, bền can, kiên nhẫn, tương thân tương ái, đùm bọc nhau trong tình làng nghĩa xóm để xây dựng, tạo nên cộng đồng Nại Cửu hôm nay, để lại bao ngưỡng vọng cho hậu thế. Cách đây trên 500 năm, các ngài Lê Nguyễn Võ Hoàng Phan Trần ở từ Thanh Hóa, Nghệ An đã theo tiếng gọi của các triều đại vào đây để khai hoang, lập ấp và hình thành nên một cái làng. Từ đó các ngài đặt đây là làng Nại Cửu. Thì Nại Cửu có nghĩa là chịu đựng bền lâu. Từ đó đến nay thì qua trên 500 năm đã phát triển, hình thành và phát triển lên một cái làng, đã cùng nhau chung lưng đấu cật để mà cái xây dựng lên một cái làng. Thì làng Nại Cửu là có một cái bề dày truyền thống lịch sử phải nói là khá lâu dài. Nhân dân ở trong làng luôn luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Tuy chỉ là một làng thuần nông, trầm trải nắng mưa với củ khoai, hạt thóc, đời này sang đời khác đối diện với thiên tai, bão lũ. Nhưng như với ý nghĩa sâu xa tên của làng, người Nại Cửu luôn kiên cường vươn lên. Từ thời phong kiến cho đến hôm nay, nhiều người xuất thân từ làng, học hành, đỗ đạt, giữ những chức vụ cao, giúp nước, giúp dân. Đó là một truyền thống quý báu đáng tự hào, đáng trân trọng của người dân Nại Cửu. Truyền thống này chính là xuất phát từ tác động của những sinh hoạt văn hóa, lễ hội, của tính hiếu học, đúc kết nghìn đời. Lễ hội Kỳ Yên ở đỉnh làng Nại Cửu. Quảng Trị chúng ta ở các làng quê thì có nhiều lễ hội, nhiều cấp khác nhau, cấp làng, cấp xã, cấp huyện. Nhưng mà trong các cái lễ hội mà nó được bảo tồn lâu, có nét đặc sắc và nó có ý nghĩa thì phải là lễ hội Kỳ Yên tổ chức tại làng chùa làng Nại Cửu. Tức là lễ hội này thực chất đây là một lễ hội cầu an, tổ chức một năm một lần và ba năm thì người ta tổ chức lớn. Còn các năm khác thì người ta tổ chức bình thường. Và một điều rất vui tức là cái lễ hội Kỳ Yên này được duy trì hàng trăm năm nay rồi, năm nào cũng duy trì. Và phải nói rằng công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội thì năm sau bao giờ cũng hơn năm trước. Và dần dần nó đi vào ổn định và nó biến thành đây một cái lễ hội truyền thống của làng Nại Cửu nói riêng. Và thực chất đây cũng là lễ hội ghi cái dấu ấn trong các cái lễ hội của làng. Như đã nói, lễ hội Kỳ Yên ở đình Nại Cửu diễn ra ngày rằm tháng 7 hàng năm. Ngày xưa, ban tế lễ gọi là ban đại hào tộc biểu, thường gồm các lý trưởng, tộc trưởng và trưởng xóm. Ngày nay, ban tế lễ gọi là hội đồng, gồm ban điều hành làng văn hóa, trưởng thôn, các tộc trưởng, đại diện hội người cao tuổi, tiến hành họp để tổ chức các bước lễ và phân công người phục vụ lễ. Trước đây, làng Nại Cửu có một kiến trúc văn hóa liên quan đến lễ Kỳ Yên này, có tên gọi làng Nghè, nằm ở Bèn, vùng đất đầu làng Nại Cửu tiếp giáp với làng Bích Khê, xã Triệu Long, là nơi thờ các vị thần. Trước khi đi vào, tế lễ Kỳ Yên có ba lễ: lễ cáo giang sơn, lễ giết bò lợn để cáo trời đất, quỷ thần, hay còn gọi là cáo tế xanh ở sân đình,
Lễ thứ hai, nghinh thần, tiến hành khoảng giờ Mùi, tức là 2 giờ chiều tại Nghè, thành phần tế lễ như trên. Sau đó, ban lễ lên Nghè để cáo nghinh, đánh chiêng trống rước thần về đình. Các kiệu này được rước đi trong tiếng chiêng, tiếng trống, sao, kèn, rộn rã trên những nẻo đường của thôn làng Nại Cử. Nghi lễ Kỳ An ngày rằm tháng 7 không những là một nét tâm linh, mà đây là một sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh, mang làm phong phú thêm bản sắc của con người làng Nại Cử, mà trước kia nhà vua đã sắc phong cho thờ cúng tại đình làng Nại Cử. Về tới đình làng, giờ Thân tức là 4 giờ chiều, ban tế tiến hành tế túc yết, tức là cáo sơ bộ. Lễ vật gồm bò, lợn, nguyên con, gọi là tế đại hiến, và chỉ có đình làng Nại Cử mới được tế đại hiến, theo như ý chỉ của vua Đồng Khánh. Còn những đình làng khác chỉ được phép tế tiểu hiến, tức là thịt vai, hoặc trung hiến là thịt đầu và bốn móng giò. Ngoài bò hoặc lợn ra còn có thêm hương hoa, quả, trầm trà. Ở am thờ Khổng Tử ngoài sân thì cúng gừng, muối. Rồi cái lễ là tốc hết, là có chứ là bàn dừa là bò dừa, bàn có chứ là dưới là bò dưới, và bàn là có chứ tên là bò tên. Rồi đến nước lễ là có chứ là dân làng tập trung, là có chứ là lễ để có chứ là hành hương, con cháu về cúng. Rồi là có chứ lễ là có chứ đến kế tiếp tối là có chứ lễ có chứ là cúng cô hôn. Rau là có chứ là qua ngày 15 là có chứ là đúng là 2-3 giờ là có chứ lễ chấn tế. Lễ chấn tế xong là có chứ là nghìn ngày lên lại trả đến miếu. Lễ tế túc yết, vị tư trúc đọc bài văn tế. Sau khi đọc văn tế xong, chánh tế và bối tế vái lạy, khấn nguyện trước ba bàn thờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là hai bàn thờ lục tộc và một bàn thờ 11 vị thần. Còn bàn thờ ở phía đông và phía tây không lạy. Tiếp theo chánh tế và bồi tế, dân làng Nại Cử lần lượt vào ba bàn thờ trên để vái lạy với tất cả sự tôn nghiêm thành kính. Sau tế túc yết, ban nhạc cổ tấu nhạc các điệu lưu thủy, hành vân, kim tiền hoặc cổ bản. Lễ hội Kỳ Yên ở đình Nại Cử cứ 3 năm mới tế to một lần, còn các năm khác thì tế thường, tức là tế chay. Lễ vật đơn giản là hương hoa, trầm, trà, rượu, hoa quả mà thôi. Lễ hội Kỳ Yên ở Nại Cử thực chất là sinh hoạt văn hóa nhằm thỏa mãn khát vọng tinh thần, là cầu mong cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc, là niềm tôn kính hướng về trời đất, các vị anh hùng có công với nước, các vị khai khẩn lập làng, các vị khai canh, các vị khoa bảng làm dạng danh tổ tiên. Thì theo tôi nghĩ, tức là vấn đề hiện nay chúng ta cần quan tâm là phải làm sao mà phục hồi là phần hồi, nâng phần hồi lên. Dân là người thụ hưởng, đồng thời là người sáng tạo. Thế thì người dân làm sao mà phải phục hồi lại những cái lễ hội truyền thống quy mô cấp làng của mình. Là nếu mà ở làng Nại Cử mà tổ chức tốt cái phần hồi này, huy động lực lượng bà con trong làng cũng như sự phối hợp của cấp xã, cấp huyện thì nó có ý nghĩa lan tỏa. Có nhiều nguyên nhân để làng Nại Cử đạt được thành tựu đó, thì trong đó có một việc, tức là cái đóng góp không nhỏ của cái lễ cầu an này. Lễ hội Kỳ Yên ở đình Nại Cử phản ánh một đời sống tâm linh hết sức phong phú của người dân làng Nại Cử, đúc kết thành một chữ đạo với tất cả ý nghĩa nhân bản nhất của từ này: thành kính, hướng vọng về tổ tiên cội nguồn khởi phát làng, biết ơn các vị anh hùng có công với quê hương đất nước, kính trọng, sùng bái các vị khoa bảng mang lại tiếng thơm muôn thuở làm dạng danh hậu thế. Đó cũng chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam ta.